Tiếp tục thông tin liên quan đến vụ bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1 tại huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, tổ chức mua bán sử dụng ma túy trong bệnh viện. Vào tối ngày 1 tháng 4, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy BC04 Công an Hà Nội cho biết đã khởi tố 6 bị can. Theo nhiều chuyên gia, người đứng đầu bệnh viện không thể vô can trong vụ việc này. Tuy nhiên, đại diện của bệnh viện này lại khẳng định không biết có phòng bay lắc trên và chưa bao giờ nghĩ tới sự việc có thể xảy ra nghiêm trọng đến như vậy. Theo ông Nguyễn Tuấn Đại, Phó Giám đốc phụ trách chuyên môn Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1, thông thường lãnh đạo bệnh viện sẽ đi sâu kiểm tra bệnh án, thuốc men. Nếu có tiếp xúc với bệnh nhân thì cũng chủ yếu ở phòng giao ban, không nhất thiết phải khám ở buồng bệnh. Cho nên lãnh đạo bệnh viện không biết phòng của đối tượng Quý có những vật dụng như dàn loa, hệ thống cách âm. Việc kiểm tra nội vụ thuộc trách nhiệm của khoa. Bản thân lãnh đạo bệnh viện và các khoa xuống kiểm tra thường sẽ đi sâu rất nhiều vào các cái khâu hồ sơ bệnh án, thuốc men và tiếp xúc người bệnh tại phòng giao ban. Bởi vì lúc phỏng vấn trực tiếp này đôi khi có những triệu chứng có khi là cũng không phân biệt được đúng hay không đúng. Cho nên nhiều khi là không nhất thiết cứ phải là mình khám tại buồng bệnh. Kiểm tra trật tự nội vụ đấy thì là chủ yếu là trách nhiệm của khoa rồi. Và cái đấy thì nó đã có trong cái quy chế của bệnh viện từ rất lâu về các cái trang thiết bị cơ sở vật chất ở trong phòng của người bệnh. Cũng theo ông Đại, ngoài 400 đến 500 bệnh nhân thông thường, bệnh viện còn tiếp nhận 64 bệnh nhân điều trị bắt buộc. Trong khi đó, lực lượng y tế mỏng nên công việc rất khó khăn. Cũng do điều kiện nên bệnh viện chưa thành lập được khoa riêng để điều trị cho những đối tượng có tiền án tiền sự, nên những người này vẫn được thu dung và điều trị như bệnh nhân tâm thần khác. Tuy nhiên, bệnh viện luôn làm đúng quy trình, bản thân ông chưa bao giờ nghĩ tới có thể xảy ra vụ việc nghiêm trọng đến vậy. Chưa bao giờ nghĩ tới là sự việc nó lại có thể đến mức độ nghiêm trọng như vậy. Chưa bao giờ chúng tôi nghĩ là như thế, bởi vì thực ra nơi đây là nơi điều trị bệnh nhân, tất nhiên nó cũng rất là phức tạp, vì các đồng chí cũng biết rồi, đây là người bệnh rối loạn chức năng não bộ, không kiểm soát được cái hành vi và cảm xúc cũng như là các cái lời nói hoạt động của mình nên khá phức tạp trong câu điều trị, câu quản lý, đặc biệt là câu quản lý, rồi người nhà thăm gặp, rồi phải sống cùng với người bệnh, chăm lo cho người bệnh từ ăn uống, cắt tóc, cạo râu, gội đầu, rửa mặt vân vân, rất nhiều việc cần phải làm, rất nhiều khâu phải rà soát. Chính vì thế cũng xin thưa là có nhiều khoa thì cũng quá tải, rồi là lực lượng y tế thì cũng mỏng. Tất cả đều đúng quy trình, nhưng bản thân lãnh đạo bệnh viện lại không giải thích được vì sao bệnh nhân Quý được sửa phòng bệnh của bệnh viện, mang loa đài, đèn nháy, bàn nhạc DJ vào được phòng bệnh để xảy ra mua bán, tổ chức sử dụng ma túy tại bệnh viện kéo dài. Trong khi đó, theo cơ quan điều tra, vụ việc trên cho thấy sự quản lý lỏng lẻo của bệnh viện. Việc mà giám định pháp y hiện nay thì nếu được kết luận thì không xử lý được và buộc phải đưa đối tượng đi chữa bệnh bắt buộc. Mà thời gian chữa bệnh bắt buộc thì hiện nay lại không có quy định rằng theo một thời gian nào thì phải chấm dứt. Thứ phải khi khỏi bệnh thì mới chấm dứt được, đúng không ạ? Thế nhưng mà nếu như có cái sự tiếp tay của các cái bác sĩ thì đương nhiên là các bệnh nhân này sẽ có cái thời gian điều trị rất dài hạn ở trong đấy, và thậm chí ngoài cái việc điều trị nội trú thì bệnh nhân có thể điều trị ngoại trú. Thì cái đối với cái bệnh nhân ngoại trú là chúng ta lại càng không kiểm soát được. Đến bây giờ như qua vụ án này thấy rằng là với bệnh nhân nội trú còn chưa kiểm soát được thì cái bệnh nhân ngoại trú là càng khó kiểm soát. Trong khi đó, theo quan điểm của nhiều đại biểu quốc hội, người đứng đầu bệnh viện không thể vô can trong vụ việc này, bởi phòng bay lắc này nằm ngay trong bệnh viện chứ không phải bên ngoài, hơn nữa còn được bố trí trong phòng bệnh nhân ở riêng. Nhiều đại biểu còn đặt nghi vấn có hay không việc làm ngơ cho hành vi vi phạm pháp luật từ phía bệnh viện. Ưu tiên hàng đầu của Việt Nam trong năm 2021 là có thể bao phủ được tỷ lệ tiêm vaccine tới đông đảo người dân. Tuy nhiên, so với nhu cầu, hiện nước ta vẫn còn thiếu lượng vaccine khá lớn. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế, với mục tiêu đảm bảo miễn dịch cộng đồng trong năm 2021, Việt Nam cần 150 triệu liều vaccine để tiêm chủng cho người dân. Cùng với nghiên cứu sản xuất vaccine trong nước, Việt Nam đang đàm phán với các nhà sản xuất vaccine. Tuy nhiên, so với nhu cầu, vẫn còn thiếu lượng vaccine khá lớn. Do vậy, Việt Nam rất cần sự hỗ trợ, tạo điều kiện của các quốc gia, tổ chức trong việc tăng cường khả năng sớm tiếp cận với các nguồn vaccine phòng COVID-19. Cho đến nay, trên 50.000 người đều được tiêm chủng an toàn. Có một số người có phản ứng nặng sau tiêm. Tuy nhiên, hệ thống y tế đã xử lý rất hiệu quả và các trường hợp này đều đã bình phục. Ngày 1 tháng 4, hơn 800.000 liều vaccine đầu tiên của COVAX đã về đến Việt Nam. Trong tháng 5, sẽ có thêm khoảng 4,1 triệu liều vaccine nữa.
Thưa quý vị, thời gian vừa qua đã có rất nhiều trường hợp phải lãnh hậu quả từ việc phẫu thuật làm đẹp ở các cơ sở thẩm mỹ không được cấp phép, từ các nhân viên phẫu thuật yếu và thiếu về tay nghề. Hệ lụy khôn lường từ việc làm đẹp chui là điều đã được rất nhiều các cơ quan thông tấn báo chí cảnh báo trong những phóng sự trước đây. Và trong phóng sự lần này của chúng tôi sẽ là ghi nhận của nhóm phóng viên về việc xử lý cơ sở thẩm mỹ chui tại thành phố Hồ Chí Minh nhằm chấn chỉnh hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn của thành phố này. Phòng ốc tạm bợ, trang thiết bị, dụng cụ y tế thiếu thốn, sơ sài, cũ kỹ được dùng làm nơi để thực hiện các dịch vụ làm đẹp từ tiểu phẫu cho đến cả đại phẫu kỹ thuật cao. Một số nơi dù cơ sở vật chất tươm tất nhưng vốn chỉ được phép là kinh doanh mỹ phẩm và chăm sóc da, không gây chảy máu, cũng đã xé rào thực hiện việc phẫu thuật các kiểu. Đây là thực trạng của một loạt các cơ sở thẩm mỹ chui vừa bị cơ quan chức năng phát hiện trong hơn một tháng qua trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Đó là những cái hành vi là hoạt động khi chưa có được cái giấy phép hoạt động dịch vụ thẩm mỹ. Cái thứ hai nữa là các cái nhân viên làm việc đối với lại cái dịch vụ thẩm mỹ này thì không được đào tạo và không được qua cấp chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định. Thẩm mỹ chui, núp bóng các spa, cơ sở chăm sóc da hay tiệm cắt tóc hiện diện ở khắp nơi thành phố Hồ Chí Minh. Từ bình dân cho tới các cơ sở gắn mác cao cấp, nhiều nơi còn tự quảng cáo thật kêu như cái tên Viện Nối Mi Quốc tế, Viện Phẫu thuật Thẩm mỹ Quốc tế, Viện Phẫu thuật Quốc tế để thu hút khách. Không chỉ là không phép, sai phép hoặc vượt quá chức năng được phép thực hiện, nhiều cơ sở với đội ngũ nhân viên tay ngang sử dụng các loại thuốc, mỹ phẩm trôi nổi, nhập lậu. Cái kỹ thuật làm đẹp đó nó phải phù hợp với lại cái tình trạng da của chính cái bệnh nhân, chính khách hàng đó. Thứ hai là về cái kỹ thuật thực hiện là phải đúng. Và thứ ba là nếu mà sử dụng những kỹ thuật tiên tiến thì những sản phẩm chúng ta sử dụng phải có cái nguồn gốc rõ ràng, phải có chất lượng. Hệ lụy từ các cơ sở làm đẹp chui khiến cho nhiều người tiền mất, tật mang và thậm chí là ảnh hưởng đến sức khỏe cả đời. Thế nhưng việc xử lý vẫn chưa được mạnh tay, chưa triệt để nên tình trạng cơ sở thẩm mỹ không phép, trái phép hoạt động ngày càng tràn lan, diễn ra trong suốt một thời gian dài. Đưa ra luật bảo vệ sức khỏe nhân dân, trong đó thêm nữa cái phần hình sự, những trường hợp nào gây mà tai biến, những trường hợp nào mà không phải chức năng của họ là bác sĩ nhưng mà họ giả danh bác sĩ hoặc là bác sĩ thẩm mỹ gây tai hại đến sức khỏe người khác. Tháng 3 năm 2021, với sự vào cuộc của Công an thành phố Hồ Chí Minh, Thanh tra Y tế và các quận huyện, gần 50 cơ sở thẩm mỹ chui đã bị phát hiện, xử lý, lập danh sách đen công bố trên trang web của Sở Y tế. Cơ quan chức năng đang tiếp tục ra soát, kiểm tra nhằm siết chặt quản lý hoạt động phẫu thuật thẩm mỹ trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Thủng dạ dày là một bệnh lý cấp cứu ngoại khoa nguy hiểm. Nếu không được can thiệp phẫu thuật xử trí kịp thời trước 12 giờ đầu tiên, bệnh nhân có thể sẽ rơi vào tình trạng nhiễm trùng, nhiễm độc nặng, có thể tử vong. Các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Nông nghiệp vừa phẫu thuật nội soi khâu dạ dày bị thủng cho một nam thanh niên bị bệnh lý này mà không có triệu chứng gì ở trước đó. Bệnh nhân này được đưa vào viện trong tình trạng đau bụng thượng vị dữ dội. Qua thăm khám và hình ảnh chụp chiếu, bệnh nhân được xác định là thủng tạng rỗng, chỉ định mổ cấp cứu bằng phương pháp nội soi. Được biết trước đó, anh không hề thấy có triệu chứng gì đặc biệt. Đến đi làm bình thường, đang sáng đi làm, chiều vào đến 5 giờ thì về, hết cà đi về, thì bắt đầu lên nhà xe lấy xe về thì bắt đầu đau quằn quại không chịu được, thì bắt đầu mới anh em làm cùng thấy thế thì đưa lên viện. Trước đây không đi khám định kỳ, có rượu bia và thuốc men, hút thuốc. Tỷ lệ nhỏ là người bệnh không có triệu chứng, có thể là người ta không chủ quan, không để ý, nó lẫn với triệu chứng của cái sự mệt mỏi, của cái sự đau, của cái tác động khác, nhất là những người lao động. Nếu không để ý những triệu chứng âm ỉ từ trước đấy, chủ yếu cái thủng tạng rỗng này là do biến chứng của cái viêm loét dạ dày tá tràng. Trong cái phẫu thuật thì thám sát thì chúng tôi thấy là cái lỗ thủng là ổ loét ở hành tá tràng, kích thước khoảng 5mm. Chúng tôi đã xử lý bằng khâu kín lỗ thủng lại, rửa sạch trong ổ bụng và lấy tất cả các tổ chức mà dịch tiêu hóa nó đã tràn ra ở bụng. Theo các bác sĩ, bệnh lý ống tiêu hóa thường hay xảy ra vào mùa đông xuân. Triệu chứng âm thầm chỉ khi có những biến chứng nặng thì người bệnh mới tới bệnh viện. Thường là vào cái mùa đông xuân là mùa rét thì
thì hệ thống tiêu hóa nó sẽ bị cái ảnh hưởng bởi cái yếu tố thời tiết, cho nên là cái về cái nhu động ruột sẽ tăng nhu động, và chính vì cái đấy cho nên những cái tác động nó sẽ làm cho cái sự trơn trượt niêm mạc mà nó sẽ làm cho cái tổn thương viêm lát trở lên lớn hơn. Các chuyên gia khuyến cáo người dân nên khám định kỳ từ 3 cho đến 6 tháng một lần, và từ 30 cho đến 40 tuổi thì nên soi dạ dày tối thiểu là 1 năm một lần. Chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, tránh dùng các chất kích thích như rượu bia, cay nóng và đồ ăn để qua đêm.